chương 5. Nhưng có một người tên là Anania, thuận với vợ là Sapphira, bán gia sản mình và đồng mưu với vợ, giữ lại một phần tiền giá bán, rồi mới đem phần còn lại đặt dưới chân các sứ đồ. Phi-e-rơ bèn nói với người rằng, hỏi Anania, sao quỷ Sa-tan đã đầy dẫy lòng ngươi, đến nỗi ngươi nói dối cùng Đức Thánh Linh, mà bớt lại một phần giá ruộng đó? Nếu ngươi chưa bán ruộng đó, há chẳng phải là của ngươi sao? Khi bán rồi, giữ giá đó há chẳng được sao? Điều đó nhập vào lòng ngươi thế nào? Ấy chẳng phải là ngươi nói dối loài người, bèn là nói dối Đức Chúa Trời. Anania nghe nói bấy nhiêu lời, thì ngã xuống và tắt hơi. Phàm người nào hay điều đó đều sợ hãi quá đỗi. Nhưng các kẻ trẻ tuổi đứng dậy, khâm liệm thay người và đem đi chôn. Khởi đó đầu 3 giờ, vợ người bước vào, vốn chưa hề biết việc mới xảy đến. Phi-e-rơ cất tiếng nói rằng, hãy khai cho ta, ngươi đã bán đám ruộng, giá có ngần ấy phải không? Thưa rằng, phải, giá ngần ấy đó. Phi-e-rơ bèn nói rằng, sao các ngươi dám đồng mưu để thử Thánh Linh của Chúa? Kìa, trơn những kẻ chôn chồng ngươi đương ở ngoài cửa, họ sẽ đem ngươi đi luôn. Chính lúc đó, nàng té xuống nơi chân Phi-e-rơ và tắt hơi. Các gã tuổi trẻ trở về, thấy nàng đã chết, bèn khiêng đi chôn bên chồng nàng. Cả hội thánh đều rất sợ hãi, cho đến người nào nghe tin cũng vậy. Bây giờ có nhiều phép lạ dấu kỳ được làm ra trong dân bởi tay các sứ đồ. Và các môn đồ đều hiệp một lòng nhóm nhau dưới hiên cửa Salomon. Do vậy, chẳng một kẻ nào khác dám nhập bọn với môn đồ, nhưng dân chúng thì cả tiếng ngợi khen. Số những người tin Chúa càng ngày càng thêm lên, nam nữ đều đông lắm, đến nỗi người ta đem kẻ bệnh để ngoài đường, cho nằm trên giường nhỏ hoặc trên trỏng, để khi Phi-e-rơ đi ngang qua, bóng của người ít nữa cũng che được một vài người. Dân sự ở các thành lân cận cũng lũ lượt kéo tới thành Jerusalem, đem đến những người đau ốm và kẻ bị tà ma khuấy hại, thì hết thảy đều được chữa lành. Bây giờ thầy cả thượng phẩm và những kẻ theo người, ấy là phe Sa-đu-xê, đều đứng dậy, đồng lòng ghen tương, bắt các sứ đồ bỏ vào khám công. Nhưng đương ban đêm có một thiên sứ của Chúa mở cửa khám cho sứ đồ ra và dặn rằng, đi đi, hãy trường mặt nơi đền thờ mà rao giảng cho dân chúng mọi lời này của sự sống. Sứ đồ nghe bấy nhiêu lời, vừa lúc rạng ngày vào đền thờ khởi sự dạy dỗ. Nhưng thầy cả thượng phẩm và những kẻ ở với người đến thình lình, nhóm tòa công luận và hết thảy trưởng lão của dân Israel lại, sai người vào khám đặng điều các sứ đồ đến. Các kẻ sai đến khám, không thấy sứ đồ tại đó, bèn trở về trình rằng, chúng tôi thấy khám đóng kỹ, lính canh đứng ngoài trước cửa, nhưng lúc mở ra chẳng thấy một người nào ở trong. Quan coi đền thờ và các thầy tế lễ cả nghe vậy đều bực tức về việc các sứ đồ và về manh mối của việc ấy. Nhưng có người thoạt đến báo với họ rằng, kìa, những người mà các quan đã bỏ tù nay đương ở trong đền thờ dạy dỗ. Dân sự, kế đó quan coi đền thờ với các kẻ sai cùng đi đến nơi bắt và dẫn các sứ đồ đi, nhưng không dùng cách dữ tợn vì sợ dân chúng ném đá. Và khi điều các sứ đồ đi rồi thì đem đến tòa công luận. Thầy cả thượng phẩm tra hỏi các sứ đồ rằng, chúng ta đã cấm nhặt các ngươi không cho lấy danh đó mà dạy dỗ, song các ngươi lại làm cho thành Jerusalem đầy dẫy đạo giáo mình. Vậy các ngươi muốn khiến máu người ấy đổ lại trên chúng ta sao? Phi-e-rơ và các sứ đồ trả lời rằng, thà phải vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn là vâng lời người ta. Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng ta đã khiến Đức Chúa Giê-xu sống lại, là đấng mà các ông đã treo trên cây gỗ và giết đi. Đức Chúa Trời đã đem đấng ấy lên bên hữu Ngài, làm vua và cứu Chúa, để ban lòng ăn năn và sự tha tội cho dân Israel. Còn chúng ta đây là kẻ làm chứng mọi việc đó, cũng như Đức Thánh Linh mà Đức Chúa Trời đã ban cho kẻ vâng lời Ngài vậy. Họ nghe mấy lời thì nghiến ngầm, giận hoảng, bàn mưu giết các sứ đồ.
nhưng một người Pharisee tên là Gamaliel, làm luật sư, được dân sự tôn kính, đứng lên giữa tòa công luận, truyền lệnh đem các sứ đồ ra ngoài một lát. Kế đó, người nói rằng, hỡi người Israel, hãy cẩn thận về điều các ngươi sẽ xử với những người ấy. Trước đây, theo đa giấy lên, xưng mình là kẻ tôn trọng, có độ 400 người theo hắn. Hắn bị giết, và cả thảy những kẻ theo hắn đều tan lạc. Rút lại chẳng qua là hư không. Kế hắn thì có Giuđa, người Galilê, giấy lên về thời kỳ tu sổ dân, rủ nhiều người theo mình, nhưng rồi cũng chết. Bao nhiêu kẻ theo phải tan tành. Nay ta khuyên các ngươi, hãy lánh xa những người đó, để mặc họ đi. Vì nếu mưu luận và công cuộc này ra bởi người ta, thì sẽ tự hư đi. Nhưng nếu bởi Đức Chúa Trời ra, thì các ngươi phá diệt những người đó chẳng nổi. Và lại là liều mình đánh giặc cùng Đức Chúa Trời. Chúng nghe theo lời người, thì đòi các sứ đồ trở vào, sai đánh đòn, rồi cấm không được lấy danh Đức Chúa Giêsu mà giảng dạy, đoạn tha ra. Vậy, các sứ đồ từ tòa công luận ra, đều hớn hở về mình, đã được kể là xứng đáng chịu nhục vì danh Đức Chúa Giêsu. Ngày nào cũng vậy, tại trong đền thờ, hoặc từng nhà, sứ đồ cứ dạy dỗ rao truyền mãi về tin lành của Đức Chúa Giêsu, tức là Đấng Christ.